Cái này gọi là sao nhỉ, cái lỗi này gọi là đứng màn hình ở trên Garena. Hello, xin chào tất cả các giang hồ. Hôm nay sẽ vào Free Fire. Hiện tại Free Fire của tôi bị gọi là đơ cái phần này, cách khắc phục khá là khó ha. Thế nên là chọn sẵn thiết bị Razer 2, xong bấm vào chơi game. Thì có cái lỗi đứng màn hình như này, đứng màn hình ở chữ Garena này thì nó cũng đã ghi ở trong trong đây trước khi khởi chạy ứng dụng, vui lòng xóa dữ liệu toàn bộ đấy, tức là trước khi chạy thì mình cần nhập cài đặt này, cài đặt ứng dụng nha mọi người. App này, file đâu rồi, file này mọi người phải bột dừng nó đó, xóa bộ nhớ cây vào game. Nếu mà không được nữa thì đó là chuyện bình thường, tại chế độ hiệu năng này chúng ta phải sang chế độ thương thích. Chế độ thương thích nó sẽ tôi sẽ khởi chạy lại, chuyển sang chế độ tương thích. Chế độ hiệu năng này chơi là nó nghiêng về hiệu năng hơn. Chế độ tương thích thì nó sẽ tương thích nhiều game hơn hay sao đó. Giờ tôi sẽ vào thiết lập nè, app nè, ứng dụng Free Fire, sau đó chúng ta phải bột dừng, xóa bộ nhớ cây lần nữa, quay lại trang chủ của Free Fire. Lần này vào được không? Blizzard 4 nó hay bị hiện dạng đơ cái màn hình Garena lắm. Đấy, mọi người thấy không? Chuyển sang chế độ tôi thích là nó vô được rồi. Đấy, và mọi người phải xóa dữ liệu trước khi vào game nha mọi người. Nó ghi sẵn ở đây rồi, mọi người có thể đọc trước khi khởi chạy ứng dụng, vui lòng xóa dữ liệu và bộ nhớ cây. Mọi người chuyển qua chế độ tương thích cho mình nha. Cách này chỉ cũng chỉ khắc phục được trên một vài số thiết bị thôi, chứ không phải là hoàn toàn tất cả các thiết bị. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh setting đỡ bị lắc nhất. Mọi người chuyển từ chế độ Smash này sang chế độ Standard cho mình. Mọi người chỉnh phím như bình thường thôi. Ok, đấy. Cái tay này vào đây, đấy. Dấu cắt thì đúng rồi mà. Chuột phải đúng rồi nè. Nút Q nè, mình sẽ chỉnh nút độ sống là Q nè. Z5 nè. Cái này mọi người chỉnh theo cái tay mọi người ạ. Nút này là nút C, đồng thời là hai nút B. Mình không có cái cần nút này nha. Cần chôn mình không cần luôn. Start. Cái này số 4 nha. Số 5 của mình là cái này. Di chuyển này, di chuyển để đến đây, nhưng mà thôi mình để đây cũng được. Để đây cũng được. Xanh chuột lên. Nút này 1, 2, 3, R. Ok, gần như là đúng hết rồi. Setting của mình đơn giản như vậy thôi. Về đầu nhạy mọi người bấm vào phần này nha. Không phải cái nút tránh này đâu. Là nút chuột này. Ở đây thì cái này mình đổi thành control này. Cái này vẫn giữ nguyên F1. F1 này là ấn hiện chuột, còn control này là giữ hiện chuột. Trời. Xong mọi người lưu bấm lưu nha. Xong mọi người sao chép ra. Chọn nhóm này. Đổi tên thành Hit Pro gì đó. Đó, đây là dòng setting phím của mình. Điểm khác nhau của cái Standard với cái này chỉ đơn giản là cái này nó không có chế độ chuột đa năng như kia thôi. Giờ mình chơi chế độ tự chiến thôi. Bây giờ mình sẽ out game vô lại cho mọi người xem. Mọi người vào thiết lập app. Nó hơi mệt một chút xíu. Vượt dừng. Cái này chỉ bị lỗi với một số thiết bị thôi. Một số thiết bị nó bị lỗi như vậy á, chứ thật ra không phải cái nào cũng bị lỗi như vậy đâu. Phím mình sẽ là mờ mờ chút xíu nha. Thấy không? Xóa dữ liệu trước khi vào game nha mọi người. Cái này chỉ bị ở trên Blue Status 4 thôi nha. Blue Status 5 thì mọi người chỉ cần chuyển sang cố định cao là hiệu suất cao là nó sẽ khắc phục cái tình trạng này. Cái này gọi là sao nhỉ? Cái lỗi này gọi là đứng màn hình ở trên Garena. Hiện tại mình có tận hai chuột để phóng to màn hình nhà chơi. Đấy. Tức là mình có hai con chuột, một con chuột cái này là mình nói đến độ nhạy ha. Ủa, chơi một người mà dẫn ra bốn người hả? Và luôn sợ tất bốn không chuyển được đồ chạy chạy trên kia hả? Sao cứ phải nút ship ở trên đây vậy? À. Sao nút ship cứ trên nó hoài vậy? Kéo qua đây ơi. Xin tụi mày. Ok được rồi. Nhà này khá chậm nên kéo tầm khá khó. Nhà sẽ tiến bắn nhau khá là ghê gớm. Chuột khá khó chơi ha mọi người. Chỉ còn mình thôi. Khá khó chơi với cái chuột này ha.
khá là khó anh shop. Khá là khó quan sát. Bây giờ mình sẽ đổi sang chuột, là con chuột nhẹ hều của mình, nhẹ mà còn gọi là cực nhẹ luôn nha. Và mình chơi lục bài đây, nhưng mà chuột này bị của mình bị liệt mẹ phím này. Xíu lâm tự đồ, mọi người biết ba cái gọi là đeo tạ xong rồi tu luyện vào công không? Bây giờ mình chơi một con chuột nặng xong rồi mình chơi một con chuột nhẹ, đúng là nó khác lạ quá. À, mình chưa chỉnh cái độ nhạy nữa mà. Độ nhạy x của mình là 1, bao giờ setting 1.40, 1.8. Tự nhiên bị loạn nước di chuyển của mẹ rồi. Tôi thấy nó nè. Tôi muốn one shot mà. Hôm bữa để độ nhạy bao nhiêu ta? Để mình xem lại độ nhạy của bản thân. Chứ cái tình hình này bắn như vậy rất là tệ. Xem cái clip, mọi người có thể xem cái clip setting của mình. Cứ phải gọi là đúng là đánh cấp. Chỉ có 2k mấy view thôi. Gì vậy trời? Cái này có phải mình không vậy? Có cùi. Do chơi chuột nặng quá xong chuyển thành chuột chậm á, nếu chưa quen. Mình bị kéo độ nhảy nó hơi quá mức chút xíu. Ui giời ơi, phiên bản Blue Star 4 này khá giật hơn. Để độ cao, đồ hạ cao chơi hay giật. Blue Star 4 này đối với mình đánh giá là không bằng Blue Star 5 nha. Đó là tùy trên một số thiết bị thôi, chứ trên Blue Star 5 thiết bị của mình chơi ok hơn, tại vì nó thích nghi hơn. Còn Blue Star 4 này thì nó lắc hơn, nhưng mà trên một số thiết bị thì Blue Star 4 này nó lại mượt hơn mọi người. Hoặc có thể là họ chịu một trường, họ có thể chịu lắc vì họ chơi quen bà nữa này. Khá mượt. Quá đơn giản mọi người ơi. Chỉ là one shot hơi hụt chút xíu thôi, chứ mọi thứ vẫn khá đơn giản. Nếu mà nói mình mà chơi đúng trình độ rồi, mấy con boss này mình bắn chưa đến 1 giây nó hát mẹ rồi nhỉ. Không, tức 4 này có vẻ như cũng không đặt cao một chút được hay sao. Nên cái bấm mình ghi mình bấm vào nút V nó bị loạn. Hoặc mình để nút kia cao quá. Ừ, không kéo tâm, bắn adup đi. Nhiều bạn kêu mình hướng dẫn bắn adup, nhưng mà thật ra mình bắn adup cũng khá là bình thường ha. Chưa được gọi là kỳ cựu lắm. Nhưng mà cũng nhờ adup mà mình mới lấy được top 1 trong rành cao cao như kim cương rồi. Mày chết. Mày chết. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ subscribe cho mình nha. Tặng mình một like, một subscribe nhé. Ngại gì mà không làm, subscribe cho mình.